Đây này, đây mà, đây mà. Đấy thấy. Gì đây, đi sát đây mà. Bỏ bên này này. Đấy, nhảy mau lên. Đừng có nổi. Nhảy bờ đi cơ mà. Đấy thấy, nó chạy đây thôi. Nằm trên này gì kìa. Vô, không chạy mất. Vô. Ôi, cũng nghe nịt. Đúng là mày. Đồ ăn hại. Thôi đi lên, lên bờ, lên bờ. Đúng là đồ ăn hại, không biết bắt cá rồi. Em nhìn nó phóng sinh cả. Này, mất tối con cá. Rồi đây rồi. Này, con cá. Ông, này mà vô. Đâu không? Con nhìn cái gì luôn. Nó sụp quá các. Một sụp. Đấy con nhé. Vô phi à. Vô phi nguyên chất. Vô phi. Vô phi à. Trẻ đã tăng quá sau lưng. Bắt về sáng. Ui, đang là Florentino đến từ Việt Nam. Nó có đi vào vô chung không? Thôi, đâu có một con sâu bồng vô. Rồi rồi. Ui, con ụt to chắc là con toi không nhỉ? Úi dồi ôi. Tao, tao mà hỏi cái gì? Ui, cân. Con nó bé thế nhỉ? Ăn được, ăn được. Thế là hai con. Hai nóc rụp. Đi trên nước bo. Nước bo lại đổi mũ đi chơi đấy. Hay quá. Lên, lên, lên. Một phát vào tầng. Chỉ có mò thôi. Ủa, có làm tiếng đất thôi. Ảo thế đấy. Ủa, một cái mà tiếng đất vậy á. Ui giời ui, một con cá. Hết giỏ đi cô. Cứ kéo đi. Chỗ này nó khoáng. Ừ, ừ, có đúng chép không Dung? Nè, chép thật. Ôi thôi, bắt đi cơ. Còn chép hóa nhựa. Đây một chép nữa. Đây là giết rồi. Chép.
đấy. Ăn chim bé teo bụng to nhỉ. Con này nó ăn no bụng to. Đây một cá rô, kia một con cá gì nữa rồi. Một cá rô à? Đây con cá gì đục đục không? Đây này. Con đây này. Mòa thôi. Mất rồi. Còn cái nịt. Giấu đâu đây. Đây đây. Chạy rồi. Rồi. Đó. Ôi giời ơi, thế mà. Chép đây. Chép nguyên chất đi. Nó kéo. Con cá kim cương. Rô phi. Đấy thấy. Ủa cá sộp. Mất chứ. Ấy. Đưa một túi nữa. Nên đẩy vào luôn cái đống này, này nướng luôn này. Mua xong rau muống đó. Chuẩn trong lúa. Ôi. Nhận được. Một giò cá ở đâu? Đấy, đấy, đây, đây, đây. Ui, tôi hái nó sụp. Nhân. Đấy. Đấy. Ba con. Đấy, nằm đây đấy. Đấy xuống mòn. Còn đây á. Chắc quấn còn to rạch cái to cơ mà. Nó úp 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 qua. Còn đấy á. Chắc còn đấy. Con này sức khỏe rồi sao? Còn đấy rồi. Con đấy, nó con du phi. Nó vẫy một phát, gãy ra cây ra một. Rạch mạnh lắm con. Con đấy.
Con đấy thôi rồi. Con đấy thôi. Sai vào đâu? Rắc cả bát luôn. Đấy. Chắc vẫn là qua đây. Vẫn là con ta coi. Con này ụp bé. Nó ụp bụp phát. Đi xem vào đồ cá quá. Ôi muốn đúc đây rõ các bạn. Chẳng mấy vào đây rõ. Đi rõ. Đi chứ còn nóng quá. Con kéo đổ đi. Hai anh em cho một cái gì mấy cái gì cây kia. Cái cây không? Đây. Hai anh em nên đụng vào cổ đúng không kia? Dễ nhẹ hơn. Cái nhẹ tóm. Cái nắng gãy. Ôi giời, tay gì vậy? Cái cây này kia. À. Chết min. Đưa đây. Đấy, cu đi trước. Đấy. Thằng cu em đi trước, thằng cu anh đi sau. Hỏi là hai thằng cu. Vừa đi vừa quay. Cu bé, cu con. Nhìn nhẹ mà nhỉ. Là vãi trưởng. Hôm nay chơi một khinh cá. Nhìn nó cầm một tay đang cầm được. Cầm này nó mệt. Đấy. Ôi, đấy, ngay chỗ đấy. Lại chạy được cái bực kia. Đấy nó ngay chỗ đấy. Nó chuồn từ tay nó chuồn lên. Con rắn à? Không. Con cá. Con cá. Nó mất cái bực kia. Đấy nó ngay chỗ đấy. Con đất. Con cá tao nhìn rõ con cá rồi nhưng mà nó chuyển nhanh thế. Con cá lúc đấy mình đánh thì thương đấy. Mất rồi. Biết cao như này. Đánh thì thương nữa bây giờ nó bị cao nghe. Rồi nó chỉ hơi động một cái thôi. Thông minh lắm. Mất đấy. Cú xuống đây mòn cá sộp đi. Cú kìa. Xuống đây bơi. Mà có dám bơi đi mò cá sộp không? Sâu không? Sâu. Sâu bằng cái bờ thôi. Ô, vẫn lên. Vãi trưởng. Cái này không phải bơi. Mà nhân đang xỉ ra cũng bay mẹ đi. Mày sâu bỏ cổ đâu nhận. Bơi, không phải bơi. May quá không phải bơi. Ủa, đi đi. Đuổi con cá rô. Đây. Ủa.
Thôi về thôi. Cá, đây là cá út cá vàng. Cá vàng nghe lắm. Cá vàng xong nữa gọi là cá vàng nhỉ. Anh nghĩ là bằng giáp vàng gọi là cá vàng. Cô đi về nhà. Cá là các bạn ơi, ba ông cháu đi làm mệt này. Úi giời ơi. Úi một rổ cá, một con cá đực luôn. Úi giời, các bạn nhá. Cái hay trong ba ông cháu xin một like, nhớ đăng ký kênh nhớ nút chuông nhá. Thôi xin chào bạn đi. Nóng lắm rồi nhỉ.